Thưa quý vị, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm áp lực vào rừng, thời gian qua các ngành chuyên môn và thị xã Sapa đã nỗ lực cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở 4 xã thuộc khu vực vùng lõi của vườn quốc gia Hoàng Liên thông qua các dự án mô hình sản xuất mới, trong đó có mô hình thí điểm trồng hoa cúc chi tại xã Bản Hồ. Những ruộng hoa cúc chi của hợp tác xã nông nghiệp Bản Hồ đang kỳ nở rộ, tranh thủ thời tiết đẹp, hợp tác xã tập trung thu hái để sấy khô theo yêu cầu của đơn vị thu mua. Đến giờ phút này thì cây cũng cho hoa rất là tốt thì tôi thấy là về cái trồng hoa này thì tôi nghĩ là có rất là nhiều triển vọng cho bà con. Bản hồ là một trong bốn xã nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Hoàng Liên để nâng cao đời sống cho nhân dân, giảm thiểu tình trạng xâm lấn đất rừng, vườn quốc gia Hoàng Liên đã kết nối với các đơn vị doanh nghiệp phối hợp cùng địa phương tạo thêm sinh kế cho bà con thông qua thử nghiệm mô hình trồng hoa cúc chi làm dược liệu. Chúng tôi cũng đã kết nối với một số những cái công ty có cái thế mạnh về sản xuất một số những cái dược liệu, rồi chăn nuôi để cùng với những cái chính quyền địa phương, thế rồi các hợp tác xã để tạo ra những một số những cái mô hình thí điểm để từng bước phổ biến nhân rộng cho người dân. Qua kết nối của vườn quốc gia Hoàng Liên, hợp tác xã nông nghiệp Bản Hồ liên kết với doanh nghiệp trồng 7.000 m2 hoa cúc chi trên ruộng bậc thang cây lúa một vụ kém hiệu quả. Doanh nghiệp cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Bắt đầu xuống giống từ tháng 4 năm 2023, hiện Cúc Chi được thu lứa hoa đầu tiên, dự kiến mùa hoa còn kéo dài khoảng 3-4 đến 4 tháng nữa. Chúng tôi cũng đang hướng tới tới tương lai, là sẽ mở rộng mô hình uh, cái cây cây cúc chi này uh, không chỉ ở uh, bản hồ mà sẽ uh, sang các cái xã huyện khác. Dự ước mỗi xảo cúc chi được thu khoảng 40 kg hoa khô với giá bán từ 350 đến 400 000 đồng một kg sẽ cho tổng thu từ 14 đến 15 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cây lúa. Hoa cúc chi còn tạo thêm nguồn thu khi trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trồng hoa cúc chi trên đất ruộng hứa hẹn tạo ra hướng đi mới cho người dân nơi đây